Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà mới nhất gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa. Với hai căn nhà này thì diện tích từ 50 cho tới 52 mét vuông, hướng nhà là hướng đông bắc. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà, thiết kế có sân cổng riêng tương đối là hợp lý. Với cái căn nhà này thì diện tích 52 mét vuông, có cái phần sân ở trước thiết kế để xe mọi người nha. Đó, bắn mái thực tế ở đây. Và đây là cụ thể ngôi nhà. Với cái vị trí ngôi nhà này thì nó thuộc phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với bến xe Nghĩa tầm 3 km, cách với lại trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 500m mọi người ạ. Và với cái vị trí này, ngôi nhà này thì mọi người có thể dọn đồ về và ở ngay đúng như theo hiện trạng của cái ngôi nhà này. Ngọc Anh quay thì đây là phần tầng 1. Ngoài cái phần sân để xe riêng thì đây là cái phần không gian phòng khách của ngôi nhà quý vị nha. Đây là phần tầng 1. Cửa ngoài cổng ấy thì nó có một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện. Còn bên trong ở đây, cửa chính của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho mình một lớp cửa nhôm nghệ Việt Pháp. Về phần hoàn thiện của ngôi nhà này là xong hết gần như 100%. Quý vị dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, trao tay. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Gạch lát nền, kích thích gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của nhà ngôi nhà là màu trắng. Cái phần ngăn cách giữa cầu thang và phần cửa chính cũng như là phần phòng khách ở đây thì chủ nhà đã lắp cho chúng ta một cái vách lam CNC. Cái căn nhà này thì cái ưu điểm tiếp theo của nó là lô góc đó mọi người. Đây. Và với cái thiết kế ở phía bên cạnh của nó là còn đất mọi người nhá, đất của ngôi nhà luôn. Nhưng thực tế ở trên sổ đỏ nó không vuông 100%, cho nên chủ nhà xây nhà vuông còn cắt cái phần đất không vuông để ở ngoài để quý vị có thể sử dụng thực tế. Đây, có như thế nào thì em sẽ quay và review cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu về cái sổ thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi ảnh sổ qua trước để mọi người có thể vừa xem video review, vừa có thể tưởng tượng xem cái thửa đất này thiết kế ra sao. Đó. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp tương đối là rộng, thiết kế thông thoáng, cửa sổ trước sau. Và phần tủ bếp thì hoàn thiện xong hết 100%. Đây. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite. Với cái ngôi nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ xong hết. Quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Hai căn nhà xây cạnh nhau nhưng mà theo hình thức tường riêng, móng riêng quý vị nhé. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu, có xịt, máy bơm, nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngoài xin nhắc lại cái căn nhà của anh đang quay cho quý vị. Với cái diện tích trên sổ đỏ 52m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Có như thế nào? Quay từ ngoài vào trong nhà cho quý vị. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống nhau. Mỗi một tầng 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ. Cửa sổ thông thoáng, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền cũng thiết kế xong xuôi. Nói chung với ngôi nhà này thì mình có thể dọn đồ về ở được luôn trong ngày. Sổ đỏ công chứng luôn được quý vị nhé. Đó, hệ thống trần thạch cao. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau. Đây. Rất là thoáng, sáng, đầy đủ công năng sử dụng cho mỗi tầng. Trên này cũng vậy, cửa sổ thiết kế mở ra rất là thoáng, mở trên đất của nhà mình luôn mọi người nhá. Đó. Và đây là phòng ngủ phía bên trong. Phòng ngủ phía bên trong cũng vậy, ánh sáng tự nhiên, cửa sổ tự nhiên vào đây. Hệ thống trần thạch cao. Tất cả các phòng đều thiết kế vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Như vậy với cái căn nhà này mà đi lên trên phía tầng 4 thì có 4 phòng ngủ riêng. Đấy mọi người ạ. Phòng vệ sinh tầng 1, tầng 2, tầng 3 riêng. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Thưa quý vị, lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng. Tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Đó. 4 phòng ngủ rất là phù hợp cho một hộ gia đình sử dụng. Thậm chí là 2-3 thế hệ đều vẫn ở được thoải mái quý vị nhé. Diện tích rộng, công năng sử dụng hợp lý. Vị trí đi lại phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, Chương Mỹ.
không khuyến khích các bác ở tận Mỹ Đình và hoặc là tận Hoàng Mai sang đây thì nó tương đối là xa. Nó phải tầm 15 đến 17 cây thì nó xa quá. Còn nếu mà làm nó loanh quanh ở Hà Đông hoặc là từ đây mà lên tới Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì nó rơi khoảng tầm 12 km quay đầu thôi. Thế là hợp lý rồi. Còn nếu mà xa quá thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp với em để em tư vấn cho mình cái quãng đường cũng như là cái tầm tài chính tốt nhất. Mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như sau. Tầng 4 thiết kế cho quý vị một khu vực để máy giặt riêng. Đấy, sàn thoát nước, đầu chờ, dây chờ, ống chờ vào đầy đủ. Và trên tầng 4 này thì thiết kế cho quý vị một phòng thờ riêng. Đây, phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, tự nhiên. Tiếp theo phần còn lại sân phơi. Nói chung là anh review cụ thể chi tiết cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn cho mọi người cảm thấy phù hợp với lại mình thì mình đi xem. Xung quanh dân cư đông đúc. Đấy. Giá bán này của anh để dưới phần miêu tả cho quý vị nhé. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.